Ngày hôm nay thì mình sẽ tìm cách để bảo vệ con Lamborghini này. Nếu như mà mình bảo vệ nó thành công thì mình sẽ được quyền sử dụng nó nha các bạn. Và nó sẽ là của mình mãi mãi luôn. Skin vĩnh viễn đó các bạn. Các bạn thấy nó có quen quen không? Đúng rồi đó các bạn. MrBeast VN này các bạn ơi. Được rồi, để mình xem thử đã. Phía bên kia có một cái tiệm tạp hóa. Để mình đi vào đó mình mua đồ nha các bạn. Rồi, trước khi tham gia thử thách thì mình sẽ lấy con Lamborghini này đi dạo một vài vòng nha. Nó khá là đã đó các bạn ơi. Để các bạn nhìn nè, 4 ống xả luôn các bạn. Ui, khủng khiếp thật sự luôn ha. Rồi, để mình đậu vào đây, mình đậu xăng cái nha. Hello, xin chào anh trai. Anh trai ơi, anh trai có muốn trải nghiệm con Lamborghini này không? Đây các bạn nhìn mình nè, mặc cái áo thì các bạn cũng có logo của đầu con này là đầu con báo các bạn ơi. Cũng khá là giống với lại logo của MrBeast đó các bạn. Tròn VN, MrBeast VN nha. Rồi, hello, xin chào anh trai. Rồi các bạn ơi, để mình vào đây mình mua một vài thanh thanh sô-cô-la của MrBeast có tên gì? Tự dưng mình quên ngang là ta. Festable đúng không các bạn? Tự dưng mình quên rồi. Rồi, ghé vào cái trụ ATM này để mình thực hiện một cái ví dụ nhỏ nha các bạn. Để mình xem thử là cảnh sát đuổi theo mình có kẹp hay là không. Con Lamborghini đó là chạy hơi bị ghê đó các bạn. Ok, C, L, I, F, F, O, R, D. Rồi các bạn ơi, khá lộn luôn nha. Ví dụ này là mình chỉ thực hiện cho vui thôi các bạn ơi, chứ tiền không có nhiều đâu. Đó, cảnh sát đang trên đường đi đến đây để truy nã mình nha. Mình sẽ cố gắng vượt qua hai thử thách nha các bạn. Rồi một chút nữa thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết hai cái thử thách đó ha. Còn bây giờ thì mình sẽ chờ trốn cảnh sát nha. Rồi, tạm biệt mấy thằng cảnh sát. Có cả virus luôn các bạn ơi. Phải chi mà ngày hôm nay có mấy em virus tham gia với mình thì vui biết mấy ha. Ok, quay sang hướng bên đây. Rồi, tăng tốc. Ô, cảnh sát đã mất tiêu rồi các bạn ơi. Mình cho cảnh sát hết khói rồi các bạn. Con Lamborghini này là chạy hơi bị đã đó nha. Đây các bạn, góc nhìn thứ nhất nè. Wow, kính chiếu hậu giống y chang như thật luôn các bạn ơi. Mặc dù là game bản mod thôi nha, mà làm chi tiết thật sự luôn á. Đây các bạn, ui, cảnh sát phát hiện ra mình rồi các bạn ơi. Chạy. Nào mọi người. Rồi luôn các bạn ơi, hư cái đầu xe rồi, nhưng mà không sao đâu, có tiền bảo hiểm mà các bạn. Ok, để mình chạy trốn bên đây cảnh sát đã nha. Đó, Lamborghini Aventador đây các bạn. Tốc độ tối đa của nó thì mình không thể nào mình té được ở vùng quê bất ổn đâu các bạn ơi. Ở đây những phương tiện lưu thông nhiều lắm, mình té tốc độ thế nào mình cũng bị kẹt lại à. Rồi, fit, lên. Ok, để mình làm thử highlight nha. Nào, quan sát phía bên đây. Ôi, mình cho cảnh sát hết khói rồi các bạn ơi. Cảnh sát làm gì đuổi kịp được mình. Lamborghini Aventador mà chạy hơi bị vip vào rồi đó các bạn. Đó, mắc sao rồi các bạn ơi. Mission complete nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử làm highlight ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đến với thử thách đầu tiên nha. Rồi, bay nè. Chạy hơi bị đã đó các bạn ơi. Ui, tiếng động cơ của nó nghe thôi cũng đủ ghiền nữa các bạn. Nào, chuẩn bị bay nha. Đó, phải như vậy đó các bạn ơi. Ui, lộn mấy chục vòng luôn các bạn. Wow, cái gầm xe của nó hơi bị đã đó các bạn ơi. Ống bô còn phun ra cả lửa đó chứ. Cái này mà phải chi có thịt tươi các bạn, đem lại nướng luôn cũng được đó ha. Thịt nướng BBQ mà ống xả đó các bạn ơi. Rồi, fail rồi các bạn. Fail rồi. Tiếp đó mà chuối mỏ anh vậy là mình biết thế nào cũng fail thôi. Đây các bạn nhìn nè, những con siêu xe đó thì động cơ của nó sẽ đặt phía sau các bạn, còn phía trước của nó sẽ là cốp xe. Ồ, anh trai kia chạy đụng mình sao rồi, tự văng vào lề luôn rồi. Ui các bạn ơi, trầy trụa tùm lum tùm la à. Đó, phải fit lại như vậy nè, nó mới đẹp nha các bạn. Để mình xem thử là nó có màu sơn khác hay là không nha. Thông thường thì MrBeast hay chọn mấy con xe có màu đỏ lắm các bạn. À đây, được. Với lại Lamborghini thì nó lên màu đỏ hoặc là màu vàng thì sẽ đẹp hơn nha các bạn. Những màu khác thì mình thấy nó cũng tương đối thôi, chứ đẹp thì màu đỏ vẫn đẹp hơn. Wow các bạn ơi, nội thất của nó hình như là mình custom được nha. Để mình xem thử đó các bạn. Ôi đã như vậy.
bảo mất thực tế các bạn ơi. À đây các bạn nhìn cái màu ghế kìa, đỏ đỏ đen hay là đỏ đỏ ta? Có đỏ xanh lá đó các bạn ơi. Ui tấm xuyệt tấm này các bạn ơi, hơi bị đẹp nha. Đó độ luôn cả được nội thất nữa các bạn. À đẹp thực sự luôn ha, đúng là bản mod siêu chân thật là đây nè các bạn ơi. Ok và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách đầu tiên nha các bạn. Và đây các bạn nhìn nè, thử thách đầu tiên đó chính là mình sẽ bảo vệ chiếc Lamborghini này trước những món vũ khí mạnh nhất trong game GTA 5 nha. À, thì để cho độ chính xác cao mình mướn thêm một anh trai bụng phệ các bạn và một anh trai hổ báo cáo tròn ha, đứng đây đánh trống này các bạn ơi. Đó đánh đàn luôn. Nào mọi người nhớ bảo vệ chiếc Lamborghini cho mình cẩn thận đó nha. Ok được rồi các bạn. Vì mình không đủ tiền thuê người cho nên là mình sẽ tự phá hủy chiếc Lamborghini của mình luôn nha. Mặc dù là mình không muốn như vậy đâu. Đây các bạn nhìn nè, mình đã bỏ tiền ra mình mua mấy thùng container này các bạn, rồi luôn cả mấy cái bao cát nữa nha. Ok hồi nãy mình quơ đi một vòng cho các bạn xem ha. Đây các bạn ơi, đầy đủ luôn nha. Đó, hy vọng rằng mình sẽ bảo vệ được. Ồ, khoan nè các bạn ơi, nhiều khi mấy anh trai này sẽ chạy ra ngoài được nha. Để cho mấy anh trai này phía trong đây thì mấy ảnh sẽ bảo vệ con Lamborghini của mình nó ok hơn các bạn. Ồ, bên đây. Ồ, có lỗ hổng rồi các bạn ơi, có lỗ hổng rồi. Đó, che lại cho khỏi chạy ra ngoài nha. Phía bên đây, ok được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ kéo cái thùng container này lên đây đi các bạn ơi. Rồi rồi rồi, ok. Mình chỉ để hơi như vậy thôi các bạn. Rồi, đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái này sao mình thấy mình lo lắng quá ta. Kéo lại thêm phát nữa các bạn. Đó như vậy đi cho ăn nha. Mình thấy lo lắng quá à. Rồi, để mình xem thử đã. Nhảy xuống, nhảy xuống. Những loại vũ khí mạnh nhất trong game GTA 5 này bao gồm có súng phóng lựu này các bạn, bazooka nè, sáo nòng nè, khẩu súng bắn pháo hoa nè, khẩu súng ngầu hành tinh nè. Khẩu súng này là khẩu súng khóa mục tiêu nha, nó khóa mục tiêu là hơi bị hiệu quả đó các bạn. Rồi hết rồi. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng khẩu súng phóng lựu nha. Ơ cái gì mà nó cứ máng tùm lum tùm la vậy ta. Rồi một viên nè. Ui cái gì vậy, phóng lựu sao mà nó giật ngược lại mình các bạn ơi. Rồi phóng nè, phóng nè, phóng nè, phóng nè. Ok ok, hy vọng rằng thử thách đầu tiên này mình sẽ bảo vệ được nha các bạn. Đó, mình chỉ bắn như vậy thôi. Bắn, bắn, bắn. Sau khi bắn hết thì mình sẽ vào đó mình kiểm tra nha. Rồi, mới đây mà đã xong hết 10 viên phóng lựu rồi các bạn ơi. Tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Rồi, ok. Nào, 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 nào. Hy vọng rằng chiếc Lamborghini đó sẽ không bị phá hủy nha. Mình cũng hơi sợ đó các bạn ơi. Rồi, tiếp theo sẽ là bazooka nha các bạn. Một viên. Ồ, để mình tắt sao cái đã. Cảnh sát đến đây thì hơi bị phiền phức nha. Rồi, hai viên. Khá lõm đó các bạn ơi. Ba viên. Nào, 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 nhét vào. Bốn viên. Ui, hơi bị căng đó các bạn. Ok, phía bên đây. 5 viên. Nào nào nào. Đằng đây nữa. 6 viên. Ok, mình sẽ bắn một vòng nha các bạn. 7 viên. Ôi khẩu súng này thay đạn lâu quá. 8 viên. Nào. 9 viên. Rồi, ok. 10 viên. Không biết chiếc Lamborghini phía trong kia còn nguyên vẹn hay là không nữa các bạn ơi. Mình cảm thấy hơi bị lo lắng nha. Còn lại 8 viên nữa thôi. Nào 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 nào. Chạy một vòng nữa thì mất thời gian các bạn ơi. Mình sẽ đứng đấy mình bắn nha. Rồi ok, còn lại 6 viên thôi. Qua phía bên đây nữa các bạn ơi. Nào. Nào 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 nào. Mấy anh trai lính cũng hả? Ôi mấy anh trai ơi, em đang tham gia thử thách đó mấy anh trai. Mấy anh trai đừng cứ đi vào đây nha. Ok ok, khẩu súng này hơi lâu các bạn ơi. Mỗi lần bắn mấy lần thay đạn như vậy nè, nó khá là lâu nha. Súng hạng nặng mà các bạn. Rồi ok. Và một viên cuối cùng ngay chỗ trung tâm luôn. Đó phải như vậy đó. Rồi, tiếp theo sẽ là 6 năm nha các bạn. Ôi bazooka với lại là khẩu súng phóng lựu bắn không xuyên nhai. Khẩu súng nằm này chỉ là mũi đúc inox thôi các bạn ơi. Nhưng mà mình cũng không thể nào mình chủ quan được đâu nha. Đạn của nó dạng như là đạn cấu rẻ đó các bạn.
mưa dầm thấm đất đó, nó hơi bị mạnh đó, không thể nào mình đùa được đâu. Ok, hết rồi các bạn ơi, hết sạch rồi. Tiếp theo là khẩu súng bắn pháo hoa. Nào, khẩu súng bắn pháo hoa nè. Ok, lại thấy đạn nữa ta. Khẩu súng bắn pháo hoa này mình nghĩ nó cũng bình thường thôi các bạn ơi, chứ nó không có mạnh đâu nha. Cho nên là mình chỉ bắn chỉ 10 quả thôi các bạn ơi. Bắn nhiều quá thì nó mất thời gian mà nó cũng không có gì gọi là hấp dẫn hết các bạn. Níu xèo à, nó chỉ bắn ra pháo hoa như vậy cho vui thôi à. Đây các bạn, mình tặng cho mọi người viên nè. Đó, ôi anh trai này chạy xe sao hả vậy? Đây các bạn ơi. Đang nhảy ngựa à. Tặng một viên nè, nhảy ngựa nè. Đã anh ta kẹt xe rồi, còn đứng đó nhảy ngựa nó mới ghê với các bạn. Rồi, mình đã bắn ra ngoài 2 viên cho nên là bây giờ mình sẽ tập trung mình bắn vào đây thêm 2 viên nữa nha. Rồi ok, giờ một viên cuối cùng. Hồi hộp thật sự luôn các bạn ơi. Mình chỉ sợ khẩu súng phóng lựu với lại là khẩu bazooka thôi, còn mấy khẩu này thì khá là easy luôn. Ui, khẩu súng này cũng mạnh nè các bạn ơi. Rồi, nạp. Đó các bạn, một viên một thôi. Bắn. Mình không biết là mình bắn từ nãy đến bây giờ là bao nhiêu phát rồi các bạn. Bởi vì khẩu súng này là ray gun nha. Súng bắn bằng năng lượng đó các bạn ơi, nó sẽ tự động nó nạp. Rồi. Ok, mình sẽ bắn thêm vài viên nữa thôi. Hồi nãy mình cũng quên đếm từng phát đó các bạn ha. Rồi, ok. Tiếp theo. Ồ, khẩu súng này cũng mạnh nè các bạn. Khẩu súng này mạnh đó. Rồi. Ui, nó khóa mục tiêu ra ngoài rồi các bạn ơi. Ok, mình không muốn phóng mục tiêu ra ngoài đâu nha. Tập trung vào cái này và xả đạn thôi các bạn ơi. Rồi, phía đằng đây nữa. Ủa, ai đuổi theo tấn công mình vậy? Bắn. Ui, nó khóa mục tiêu rồi các bạn, nó khóa tùm lum tùm la à. Nào. Hình như là hết khẩu súng này là xong rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ xong với thử thách đầu tiên nha. Và chuẩn bị đến với thử thách thứ hai. Mà không biết là chiếc Lamborghini của mình còn nguyên vẹn hay là không đây. Mình cũng sợ lắm đó các bạn. Rồi, bắn vào ngay chỗ thùng container gần nhất luôn nè. Rồi, viên cuối cùng. Ok. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Thì để kết thúc cho cái màn này ha, bây giờ mình sẽ đặt hết hai mấy quả bom nha các bạn. Rồi, cái này gọi là bonus thôi các bạn ơi. Bonus thôi. Những quả bom này thì nó cũng khá là mạnh đó các bạn ơi. Nào, đạt 17 viên. 17 cái bom kia nó từ xa chứ các bạn. Rồi, 14 viên. Qua phía bên đây nữa các bạn ơi. Mấy anh trai lính cứu hỏa chạy ở đây quá chừng luôn ha. Đó, ném. Rồi, còn 9 quả nữa thôi. Ok, quay sang phía bên đây. Rồi, để lên cái thùng này luôn. Phải như vậy đó các bạn ơi. Hồi hộp quá. Sau 9 quả bom này thì chúng ta mới biết là chúng ta có thể bảo vệ được chiếc Lamborghini hay là không nha các bạn. Nào. 1 quả. Rồi, 2 quả. Và 3, 2, 1. Chuẩn bị. Đó. Nổ quá chừng nổ luôn các bạn ơi. Rồi, chuẩn bị khui quà thôi các bạn. Nào, leo lên. Khui quà thôi. Tên. Còn không? Wow, vẫn còn nguyên vẹn các bạn ơi. Đã có một anh trai bị sốc rồi. Ủa, con xe kia sao chạy vào đây được? Ảo thật à. Rõ ràng là mình đã cản hết rồi mà. Đây các bạn ơi, mình bảo vệ được con Lamborghini đầu tiên thành công rồi nha. Chắc hồi nãy anh trai kia chạy ra bên đây các bạn, rồi bị sốc bom nha. Bom nó nổ đó các bạn ơi. Ui, anh ta bụng phệ kia, sao tấn công trong bụng phệ rồi. Nào anh trai. Đó, em tặng cho anh trai bộ bom đó. Bắn đi anh trai, bắn đi. Ui, sao mà mình bóp dữ vậy ta. Rồi luôn các bạn ơi. Thực hiện thử thách chiếc xe không sao nha. Mình chỉ lỡ tay đặt bom phát một thôi các bạn ơi. Vậy là chiếc xe đó đã bị nổ rồi. Nhưng mà không sao, mình vẫn có bảo hiểm nha các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách thứ hai nha. Được rồi các bạn ơi, và đây chính là thử thách thứ hai nha. Mình sẽ xây những cái thùng container nè, rồi thêm những cái thùng cá nữa các bạn, để mình bảo vệ chiếc Lamborghini của mình. Rồi, để thêm phần hấp dẫn thì mình sẽ để cho hai anh trai đó đứng trong đây nha. Hai anh trai đó là fan ruột của mình đó các bạn ơi. Ok, đây các bạn nhìn nè, mình có để mấy cái thùng cá này các bạn, rồi thùng container nè, với lại là thêm mấy chiếc xe bảo vệ đó nha. Khá là nhiều đó các bạn ơi, để mình đếm thử đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tổng cộng là 19 chiếc xe nha các bạn. Nào nào, xe lửa xuất hiện nhanh lên đi, xe lửa xuất hiện nhanh lên đi. Hồi hộp quá các bạn ơi. Hy vọng lần xe lửa sẽ xuất hiện nha. Trung bình thì mình sẽ chờ đó tầm khoảng là 1 phút, cũng có thể là 1 phút hơn nữa các bạn. Giờ đứng không làm gì đi ta. Không biết làm gì luôn các bạn. Ok, để mình leo lên đây nha. Mình sẽ đứng từ xa để mình quan sát luôn các bạn. Nào, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên. Đó, được đó các bạn ơi. Nào, xe lửa xuất hiện nhanh lên đi, xuất hiện nhanh lên đi. Mình không biết mình để mấy chiếc xe đó như vậy, rồi mình để mấy cái thùng cát đây các bạn, rồi thêm mấy cái thùng container, mình có thể chặn được xe lửa hay là không ha. Hy vọng mình sẽ được nha. Đó, 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 đó. Xe lửa đến rồi các bạn ơi, xe lửa đến rồi. Ok, để mình xem thử đã. Đây các bạn ơi. Đó. Hello, xin chào anh trai, em cảm ơn anh trai nhiều nha. Đây các bạn ơi, để mình xem thử đã. Nào, đụng, đụng, đụng. Ui các bạn ơi, xe lửa đụng quá chừng luôn kìa. Bảo vệ được không? What? Cái gì vậy? Rồi luôn các bạn ơi, xe lửa xuyên thủng cùng lông cái nơ nha. Ôi, mình nói nhanh quá, mình nói ngọng luôn các bạn. Xe lửa xuyên thủng thùng container luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà con Lamborghini của mình vẫn không sao. Ôi, chỉ cần đề máy được là mình sẽ được phép sử dụng con Lamborghini này mãi mãi nha các bạn. Skin nhỉnh diện đó các bạn ơi. Nào. Được nha các bạn, được nha các bạn. Như vậy là mình đã sở hữu thành công được con Lamborghini này rồi. Mặc dù là mình không thể nào ngờ là con xe lửa có thể xuyên thủng được thùng container các bạn ơi. Khó hiểu thật sự luôn ha. Những chiếc xe này thì nó tạt qua hai bên hết các bạn. Đây các bạn nhìn nè, hiện trường ngổn ngang, xe nổ tùm lum tùm la luôn. Nhưng mà con Lamborghini của mình vẫn còn chạy được như vậy luôn kìa là các bạn. Rồi, fit liền luôn nha. Lamborghini mới sẽ của anh Bảo Bảo Gmi nha các bạn. Mr. Big Van. Ok, để mình chạy lại một vòng nữa mình xem cái đã. Rồi sau đó mình sẽ rời khỏi đây nha. Wow, nó tạt mấy chiếc xe lại ngay đây luôn các bạn. Đấy các bạn nhìn nè. Đó đó đó, hơi bị ghê đó các bạn ơi. Còn hai anh trai kia không qua khỏi rồi các bạn. Mình thấy chạy ủi hai anh trai luôn mà. Rồi, mấy anh trai nhân viên y tế ơi, để mình gọi mấy anh trai nhân viên y tế đến đây để giúp đỡ nha các bạn. Rồi luôn, rồi luôn. Liên lạc không được rồi, làm sao bây giờ đây? Anh trai bụng phải ơi, anh trai có sao không? À các bạn ơi, anh không sao, anh không sao. Còn phía bên đây nữa. Anh trai này cũng không sao luôn các bạn. Ok, được rồi các bạn ơi. Vậy là mình được quyền sở hữu con Lamborghini này rồi. Ok, bây giờ mình sẽ rời khỏi đây và chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị. Ô, xe lửa đến rồi các bạn. Nào, 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 nào. Ơi, anh trai lính cứu hỏa. Rồi luôn, tới công chị anh trai luôn. Ảnh đi qua mà ảnh không quan sát các bạn ơi. Ảnh vừa bị xe lửa hút rồi. Ô, vẫn không sao các bạn ơi. Rồi luôn, tới công chuyện rồi các bạn, nằm đóng rồi. Vậy mà mình tưởng nó không sao chứ. Nhưng mà một chút nữa có mấy anh trai nhân viên tới đến đây để giúp đỡ mấy anh trai rồi các bạn ơi. Cho nên là mình sẽ để cho mấy ảnh nằm ở đó nha. Việc bây giờ mình cần làm đó chính là mình sẽ rời khỏi đây. Rồi thì trước khi kết thúc video các bạn hãy nhớ cho mình xem một đăng ký kênh và một like ấy nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì đi dạo với con Lamborghini Aventador thôi các bạn. Rồi và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.